nên quay màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng hay không? Màng bọc thực phẩm là một trong những vật dụng thiết yếu trong việc bảo quản thực phẩm hàng ngày của các gia đình, được coi là công cụ không thể thiếu trong bếp. Màng bọc này không chỉ giúp cho thực phẩm tươi ngon khi bảo quản trong tủ lạnh, mà còn được nhiều người sử dụng để che thực phẩm khi âm nóng trong lò vi sóng. Việc này không chỉ giúp ngăn thức ăn văng ra ngoài, mà còn làm cho công tác vệ sinh sau khi sử dụng lò vi sóng trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng màng bọc trong lò vi sóng cần được thực hiện với sự thận trọng. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, không phải tất cả các loại màng bọc đều được dùng trong lò vi sóng. Điều quan trọng là người tiêu dùng cần xác định rõ chất liệu của màng bọc thông qua các ký hiệu trên bao bì. Việc này giúp đảm bảo an toàn sức khỏe và tránh được những rủi ro không mong muốn khi âm nóng thức ăn.